Chào mừng các bạn đến với bài lab thực hành Lab Cisco CCNA Package Chaser. Bạn có thể download file bài lab từ đường link bên dưới phần mô tả của video. Trong bài lab này, ta sẽ làm việc với hai router là R1 và R2 và hai switch là switch 1 và switch 2. Ta sẽ cấu hình và kiểm tra kết nối của cổng serial giữa hai cái router này. Mình đã cấu hình sẵn cái hostname cho từng thiết bị rồi. Bạn có thể tự hoàn thành cái bài lab này trước, rồi sau đó quay lại xem video cũng này của mình. Nếu gặp khó khăn hoặc có thể là quay lại kiểm tra để kiểm tra cái giải pháp của bạn. Bước số 1 là yêu cầu ta sử dụng CDP để tìm những interface nào dùng để kết nối giữa hai router và hai switch. Có thể bạn sử dụng cách là vào option dùng Reference và tích chọn Always Support Label on Logical Workspace. Nhưng mình sẽ không chọn cái này. Mình sẽ dùng cái CDP viết tắt của cái Cisco Discovery Protocol để xác định các interface. Thì nói qua luôn là CDP là một công cụ rất hữu ích. Và sắp tới mình sẽ tạo ra các bài lab tận dụng cái tính năng CTV này. Nhưng trong bài lab này, tất cả những gì chúng ta cần biết là một câu lệnh là show CTV neighbor. Ta sẽ thử với switch 1 trước. Enable để vào privilege access mode. Rồi gõ lệnh là show CTV neighbor. Enter. Như các bạn đã thấy thì switch 1 đã kết nối với R1 thông qua logical interface là Fast Ethernet 0.1. Bây giờ thì ta sẽ vào R1. Enable. Show CDP neighbor. R1 đã kết nối với switch 1 thông qua cổng là Fast Ethernet 0. Nhưng có một cái vấn đề ở đây là trong bảng này chúng ta không thấy R2 đâu hết. Đây, R2 cũng có kết nối với R1 mà nó không hiện trong bảng này. Thì chúng ta có thể cùng nhau troubleshoot để tìm được cái nguyên nhân. Mình nghĩ khả năng nguyên nhân nằm ở cái layer 1 hay là physical layer trong cái mô hình OSI. Tải gắn cáp chưa nhỉ? Như chúng ta thấy là ở đây cáp được gắn vào các cổng của router rồi. Kiểm tra thử nào. Ta sẽ sử dụng lệnh show IP interface brief. Show IP interface brief. Kiểm tra. Ta sẽ tiếp tục dùng lệnh show CDP neighbor để kiểm tra xem interface nào của R1 đã kết nối với R2. Show CDP neighbor. Đây. Nhưng ta thấy chỉ có một cổng serial tên là serial 0 và trạng thái của nó đang là để mình kéo ra cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Đây. Ở đây chỉ có cổng đúng duy nhất một cổng là serial 0 nhưng mà trạng thái của nó đang là administrative leadout. Điều đó có nghĩa là nếu ta dùng show run thì trạng thái của cái cổng này á sẽ là shutdown. Thử nhé. Show run.
Đây, sắp nào. Cái điều này là mình không có cấu hình trước nhé. Cái này là mặc định là nó như vậy luôn rồi. Chúng ta sẽ cùng đi sửa xem như nào nhé. Config terminal. Interface serial 0. No set nào. Rồi bây giờ thử qua R2 kiểm tra luôn. Enable show IP interface rip. Đây. Serial 0 cũng down luôn. Rồi. Config terminal. Interface serial 0. No shutdown. Ok. Quay lại R1 xem nào. Sẽ cần một ít thời gian để nó chuyển trạng thái sang up nhé. Lại tiếp tục này. Sau. À, quên. Để mình quay ra mode Privilege này. Sau. CDP. Neighbor. Đây. Đã thấy R2 rồi. R1 kết nối với R2 thông qua cái cổng serial 0. Rồi bây giờ quay lại R2 kiểm tra luôn. And show CDP neighbor đây là. R2 cũng đã kết nối với R1 xong qua cổng serial 0 và R2 cũng đồng thời cũng kết nối với switch 2 thông qua cổng phát Ethernet 0. Giờ vào switch 2. Switch 2. Enable. Show CDP neighbor. Switch 2 thì kết nối với R2 thông qua cổng phát Ethernet 0.1. Như vậy là bước số 1 của mình là xong. Rồi. Để mình kéo lại cho nó các bạn vừa theo dõi nhé. Bước 2 yêu cầu ta xác định bước 2 yêu cầu chúng ta xác định cái DCI và cái DTI của cái kết nối serial này. Thì trong kết nối serial á, một đầu sẽ là DCI hay viết đầy đủ là Data Communication Equipment và một đầu sẽ là DTI hay viết tắt hay viết đầy đủ là Data Terminal Equipment. Quan trọng nhất khác biệt giữa hai cái khái niệm này là thiết bị DCI cung cấp cái clock signal tức là clock rate này mình sẽ điều chỉnh ở cái bước số 3 sau để xác định từng cái chúng ta sẽ vào cái R1 trước. Rồi. Ta sẽ dùng lệnh là show controller serial 0. Đây. Thì suy ra là R1 chính là DCI. Chúng ta cũng có thể thấy cái clock rate đây là
Tức là nhiêu? 2 triệu. Cái lock ray tiếng là cái clock signal á. Thì suy ra là nếu mà R1 là DCI rồi thì suy ra cái R2 chính là DTE. Rồi, kiểm tra luôn. Sau controller 0 0. Đây, DTE. Vậy là cái bước số 2 của chúng ta đã xong. Ở bước số 3 ta phải là set cái clock ray trên cái DCI hành trình 64 kbps trên giây. Rồi quay R1 chính là DCI. Cấu hình trên cổng ta phải cấu hình trên cổng serial không. Rồi, config terminal interface 0 0 clock ray ta dấu chấm hỏi ra. Đây nó hiện list các cái tốc độ ở dạng bit bits per second. Đề bài yêu cầu chúng ta là đặt 64 kbps trên giây. Thì mình ở đây mình nhập là 64.000. Rồi, ok. Vậy là xong bước số 3 luôn. Chúng ta không cần cấu hình gì thêm ở cái DC. Bước số 4 là yêu cầu chúng ta đặt đặt IP cho cổng serial của R1 và R2 lần lượt là 192.168.0.1.24 và 192.168.0.2.24. Rồi. Trên R1. Hiện tại chúng ta đang cấu hình trong cái cổng serial 0 của R1 luôn. Vậy vậy mình đặt IP ở đây luôn nhé. IP address 192.168.0.1 suy 24 là 255.255.255.0. Rồi. Vậy là mình đã đặt xong IP cho cái R1. Rồi sang R2. Config terminal interface 0 IP address 192.168.0.2 suy 24 là 255.255.255.0. Rồi. Như vậy là xong bước 4 luôn. Bước 5 là ping kết nối giữa hai router để test cái kết nối. Thì mình đang ở trên R2 luôn thì mình sẽ ping luôn sang R1. Mình end ra để quay về cái mô Privileged Access Mode. Rồi cái cổng serial 0 của router 1 có địa chỉ là 192.168.0.1. Vì vậy ta ping 192.168.0.1. Đây. Kết quả trả lại là ping thành công. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ bài lab. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình hy vọng video này thực sự bổ ích với các bạn. Hãy like và share video này vì nó miễn phí. Nó tiếp thêm động lực cho mình làm những video tiếp theo hay hơn. Hãy subscribe cũng như nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi các bài lab tiếp theo của mình nhé. Nếu có thắc mắc, góp ý, xin để lại comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.